Các bạn thân mến, ngày hôm nay như đã hứa với các bạn thì chúng mình sẽ cùng với nhau chữa cái đề số 06. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi, để chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau các bạn nhé. Được không nào? Như đã hứa với các bạn thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng chữa một cái đề, phải không? Chị tin là có rất là nhiều bạn đang chờ đợi chị để chúng ta cùng với nhau chữa một cái đề, đúng không ạ? Thế nên là nếu như mà bạn nào đã lên rồi thì ngay lập tức gửi lời chào tới chị nha. Hello. Các bạn ơi, các em đã vào xem được chưa nhỉ? Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Các bạn ơi, hiện tại thì chị chưa thấy có bạn nào đang lên xem phần livestream này cả. Chị rất là lo lắng về tình trạng wifi, không biết là các bạn có xem được không? Các bạn ơi, kem lên chưa? Các bạn lên chưa ạ? Nếu như mà lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá. Anh và tôi thật xa và quen đâu cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm. Sao giờ này đã ăn sáng chưa? Ở bên ấy nắng hay mưa? Anh và tôi thật xa, mãi mê nhìn lên nhau, mà không một ai nói nên câu. Sao giờ này... Anh có nhớ tôi không? Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi, nên anh và tôi vẫn thế. Hello các bạn ơi, lên chưa? Tại vì là chị mãi không thấy các bạn vào ấy. Nên anh và tôi vẫn thế. Ok. Xin chào các bạn, xin chào Hoàng Anh, xin chào Bích Hường. Hiện tại thì chị đã thấy các bạn vào xem được cái phần livestream của chị rồi. Rất là vui vì điều này, bởi vì vừa rồi thì không thấy có một ai lên xem cả. Ok, xin chào Ánh Trà, xin chào Lê Thắm. Trong lúc đợi các bạn đấy. Trong lúc đợi các bạn. Mãi không thấy các bạn vào. Xin chào Tú nha. Rồi, thấy rất là nhiều bạn fan cứng đã có mặt. Ok, xin chào Thanh Thanh. Xin chào Hải Dương. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhé. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới nơi trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Cái gì? Ok, xin chào Bích Hường. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ chữa đề số 06. Được không nào? Lâu rồi không được nghe giọng chị à? Đúng thật, cũng khá lâu rồi, nhưng mà
Dạo này thì chị cũng chăm phát trực tiếp hơn một chút xíu rồi, bởi vì là các bạn ở trong team chị thì cũng kiểu thúc đẩy là chị ơi chị cố gắng phát nhiều lên đi, bởi vì các bạn ấy rất là thích chị phát trực tiếp. Thế nên là chị cũng cố gắng để có thể phát cùng với các bạn được không nào nhá. Rồi. Ok, ngày hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái đề nghị luận xã hội được không nào? Chị thấy rằng là cái câu nghị luận xã hội là một cái câu mà nó rất là dễ, nhưng mà đối với các bạn thì đôi khi nó lại là một cái câu mà khiến cho các bạn cực kỳ là đau đầu. Được không ạ? Thế nên là chị muốn là sẽ tiếp tục chữa một cái đề. Sẽ tiếp tục chữa một cái đề cùng với các bạn. Đó sẽ là một cái đề nghị luận xã hội được không nào? Chị không biết là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã quan tâm tới vấn đề gì? Chị không biết là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã quan tâm đang quan tâm tới vấn đề gì? Rồi, ngày hôm nay thì chị muốn đưa ra cho các bạn một cái đề rất là mở như sau, và chị tin là các em cũng sẽ thích cái đề này. Được không ạ? Chúng ta sẽ có một cái đề như thế này ạ. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Vẫn muốn quay lại. Vẫn muốn quay lại. Để được ướt mưa. Thêm một lần nữa. Chắc chắn là các bạn biết đến cái trích dẫn này đúng không? Đến cái câu nói này đúng không? À, trước em thi học sinh giỏi đề này rồi à? Ừ. Chị nghĩ là đây là một cái đề không mới, nhưng mà cũng chưa bao giờ trở thành một cái đề cũ cả. Được không nào? Chúng ta có một cái yêu cầu, một cái đề bài khá là hay. Không biết là các bạn ơi, các em có còn nhớ là cái câu nói này thì được trích từ cuốn sách nào hay là từ bộ phim nào hay không? Bởi vì nếu như mà các bạn có tìm hiểu thì sẽ thấy đây là một trong những cái câu trích rất là ấn tượng. Nào, các bạn ơi, các bạn có biết là cái trích dẫn này được trích trong bộ phim nào hay là cuốn sách nào không ạ? À. Các bạn có biết không nhở? Nào, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Các bạn ơi, ngoài trời Hà Nội bây giờ thì cũng đang mưa. Không hiểu tại sao mà lại có một cái sự trùng hợp đến như vậy. Nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy rằng là giống như việc là khi mà chúng ta yêu môn văn hơn và chúng ta có một cái mong muốn là tìm hiểu về môn văn, thì đó cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy là đó là cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy mọi thứ xung quanh chúng ta đều rất là đẹp. Kể cả là đó hôm đó là ngày trời mưa hay là ngày trời nắng. Chỉ cần ở trong trái tim của chúng ta cảm thấy vui vẻ, trong lòng của chúng ta cảm thấy vui vẻ, thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc về mọi điều xảy đến. Được không nào? Rồi, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm lạnh vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Tống Hà ơi, đã có một hôm chị chữa đề về corona rồi ấy. Nếu như mà em có thể xem lại cái phần phát trực tiếp của chị thì em sẽ thấy là à, chị Hiên đã chữa một cái đề liên quan tới dịch bệnh nCoV corona rồi, được không ạ? Các bạn sẽ tìm lại, các em sẽ tìm lại những cái phần phát trực tiếp của chị nhá. À, chính xác, đây là một cái câu trích dẫn rất là nổi tiếng ở trong một cái bộ phim được chuyển thể từ một cái cuốn sách tên là You are the apple of my eyes. Không biết là các bạn có biết hay là không. Được không ạ? Là quả táo trong mắt tôi đấy. Đúng không nào? Và đây là một cái đề mà chị phải khẳng định với các bạn là rất là hay, rất là phù hợp với các em. Bởi vì năm tháng rồi sẽ trôi đi,
chỉ còn những kỷ niệm và những tình cảm là còn ở lại. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào khi mà nghe xong câu nói này? Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là chúng ta thấy rằng là chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ phải trải qua mùa hè cuối cùng cùng với nhau ở ngôi trường cấp 3. Chỉ còn một vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ viết cho nhau những dòng lưu bút, chụp cùng với nhau những tấm ảnh kỷ yếu. Và đối với rất nhiều người thì khoảng thời gian cấp 3 chính là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất ở trong bất cứ ai, trong trái tim của bất cứ ai, đúng không? Thế nào ngày hôm nay chị nghĩ rằng là đây là một cái đề đối với các bạn, đây là một cái đề rất là mở, được chưa ạ? Là một cái đề rất là mở. Nhưng mà với một cái đề mở như thế này thì chúng mình sẽ viết như thế nào? Không phải là cứ đề mở mà chúng ta có thể làm một cách bừa bãi, thích viết gì thì viết đâu, đúng không ạ? Luôn luôn sẽ có những cái quy tắc, luôn luôn sẽ có những cái phương pháp và luôn luôn sẽ có những cái mà chúng ta cần phải đạt được ở trong bài viết của mình. Ok chưa nào? Thì đề bài của chúng ta với cái trích dẫn này đó chính là: từ câu nói trên, anh chị có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những thăng trầm trong tháng năm tuổi trẻ? À các bạn ơi, thật ra là không phải là chúng ta đi cảm nhận về câu nói này đâu nhá, mà từ câu nói trên, anh chị có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những thăng trầm trong những tháng, trong tháng năm tuổi trẻ? Đây mới là cái mà chúng ta cần phải viết này. Đó chính là ý nghĩa của những thăng trầm trong tháng năm tuổi trẻ. Được không nào? Tôi vẫn còn nhớ ngày cuối cùng khi chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau sau 3 năm, với đầy những ước hẹn, với đầy những hứa, với đầy những lời hứa, với đầy những lời thể hiện cái niềm tin vào tương lai phía trước. Chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và khóc rất nhiều. Bởi vì có lẽ 3 năm cấp 3 chính là khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất, trong sáng nhất mà chúng tôi có được cùng với nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn muốn quay trở lại thanh xuân. Chúng ta luôn luôn muốn quay trở lại những tháng năm tuổi học trò với đầy ắp những tiếng cười, đầy ắp những niềm vui và đầy ắp biết bao nhiêu những cảm xúc đong đầy ở trong trái tim. Là một cơ duyên, thế nên những thành viên ở trong lớp của chúng mình mới được gặp nhau. Và vì cơ duyên, thế nên là chúng mình mới có cùng với nhau rất là nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ ở trong những tháng năm tuổi trẻ. Hình ảnh hoa phượng, hình ảnh sân trường, hình ảnh bục giảng của thầy, tất cả đều là những điều mà có lẽ là đối với bản thân của các em bây giờ nó là điều gì đó thiêng liêng lắm. Ngày nào cũng thế, gọi nhau dậy sớm, cùng nhau đi học, cùng nhau tham gia những hoạt động của trường, cắm trại này, thi văn nghệ này, thi rất là nhiều những cuộc thi khác nữa này. Rồi thì những lúc học hành căng thẳng, rồi thì những lúc tổ chức liên hoan, tất cả trong lớp mỗi người lại có một cái kỷ niệm riêng và giữ cho mình một cái ký ức riêng về thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp của mình. Bản thân chị cũng giống như các em, cũng đã từng có những năm tháng vô cùng tuyệt vời bên những người bạn của mình. Và chị cảm thấy rằng điều hạnh phúc nhất và may mắn nhất là chị đã có được họ. Vì có được họ ở trong cuộc sống này, vì họ đã xuất hiện ở trong cuộc sống của mình, thế nên bao nhiêu những cực nhọc, bao nhiêu những mệt mỏi, bao nhiêu những giọt nước mắt, giọt mồ hôi lăn trên những cuốn sách, những trang vở đều trở thành những kỷ niệm vô cùng ngọt ngào. Thế nên người ta mới nói rằng là tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù cho bị cảm nhưng vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Thế nên chị rất là mong các bạn, các em có thể trân trọng tuổi trẻ của mình, em trân trọng khoảng thời gian này, bởi vì đây sẽ là cái khoảng thời gian cuối cùng trước khi các em phải đối diện với rất nhiều thứ ở trước mắt. Thế nên là hãy trân trọng nhé. Chúng ta đều biết rằng là cái bộ phim này là một trong những cái bộ phim rất là hay nói về tuổi trẻ. Một cái bộ phim rất là hay nói về gì ạ? Nói về những cái năm tháng cấp 3 cực kỳ là tươi đẹp, với những rung động ở tuổi 17, với những cái câu chuyện về tình bạn, với rất nhiều những hứa hẹn. Thế nhưng mà cuối cùng
chỉ vì những cái hiểu lầm, chỉ vì những cái sự trẻ con non nớt và bồng bột mà cô gái tuổi 17 cũng không thể ở mãi bên cạnh chúng ta giống như lời ước hẹn, đúng không ạ? Một cái bộ phim được chuyển thể rất là hay, và nếu như mà có thời gian thì các bạn cũng có thể xem cái bộ phim này các em nhá. Đây chỉ là phim tập, phim lẻ thôi, phim chiếu rạp thôi, nên là các em có thể xem được bởi vì thời gian của nó cũng khá là ngắn, được chưa nào? Rồi, bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái đề này. Như chị đã nói thì đây là gì ạ? À, cái mà chúng ta cần phải suy ra khi chúng ta cảm nhận về cái này đó chính là ý nghĩa của những thăng trầm trong tháng năm tuổi trẻ. Thăng trầm ở đây là gì ạ? Đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, đúng không? Và người ta đang muốn hỏi chúng ta, đặt cho chúng ta một câu hỏi là gì ạ? Ý nghĩa của những niềm vui, nỗi buồn, những thử thách, những hạnh phúc, những buồn vui mà bạn có trong thanh xuân của bạn, trong tuổi trẻ của bạn là gì? Thì chúng ta hãy đâm thẳng vào vấn đề mà nói. Hãy cứ nói thẳng thắn vào vấn đề chứ không cần phải lan man và dài dòng, được không nào? Nhá, chị sẽ bắt đầu luôn ở cái bài này bằng việc là chị sẽ lấy từ giải thích tuổi trẻ. Giải thích luôn. Mở đoạn nhá. Mở đoạn, ví dụ là như thế này. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nó ghi lại dấu ấn của một thời sống nhiệt huyết, sống say mê với lý tưởng, và cũng là dấu ấn cho những vụng dại đầu đời, những thất bại đau đớn không thể nào quên. Hai chấm mở ngoặc kép. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghi ra là trích từ You are the apple of my eye, được không ạ? Ok chưa? Thì rất là ngắn gọn, chúng ta có thể giải thích, được chưa nào? Được không ạ? Chúng ta có thể mở vào luôn, được chưa? Sau khi mở đoạn xong chúng ta sẽ giải thích. Chúng ta sẽ bám vào những cái keyword như là cơn mưa rào là gì này, được không ạ? Cơn mưa rào là gì này, được chưa ạ? Cảm là gì này? Có nghĩa là chị bám vào cái gì nhở? Chị bám vào những cái từ khóa để giải thích về cái câu nói này, đúng không? Chị bám vào từ khóa để giải thích câu nói này. Thì ở đây ví dụ nhé, chúng ta sẽ bắt đầu giải thích này. Cơn mưa rào là cơn mưa diễn ra một cách nhanh chóng, chốc lát, nhưng cường độ lại mạnh. Hình ảnh này được đem để so sánh với tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cảm ở đây, ý muốn nói đến tuổi trẻ có thể trải qua những khó khăn, mất mát, những thất bại, những buồn vui, nhưng ta không ngại ướt mưa thêm một lần nữa. Có nghĩa là bản thân ta luôn mong muốn được trải nghiệm lại những điều đã qua. Như vậy, câu nói này đã khẳng định vẻ đẹp của tuổi trẻ. Lứa tuổi tuy ngắn ngủi, nhiều bồng bột, nhiều vấp ngã, nhưng lại là lứa tuổi đáng nhớ nhất, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những thăng trầm trong tuổi thanh xuân. Ok chưa nào? Nhá, đấy là phần chúng ta sẽ giải thích, được chưa ạ? Đó là phần mà chúng ta sẽ giải thích, được chưa? Thì sau khi mà các bạn giải thích xong rồi ấy, thì các bạn sẽ bắt đầu đưa ra một vài cái phần phân tích của mình, được chưa ạ? Phân tích của mình thì ở đây hãy nhớ là cái mà chúng ta đang đi nói đến đó là ý nghĩa của những thăng trầm trong tuổi trẻ. Thì ở đây sau khi giải thích xong thì chúng ta sẽ phân tích, được chưa nào? Chúng ta sẽ phân tích, ví dụ nhá, như thế này. Tuổi trẻ là lứa tuổi con người không mong cái gì dễ dàng, sẵn sàng cho đi mà không hề nhận lại. Tuổi trẻ có ý nghĩa là con người có lý tưởng, có định hướng trong cuộc đời. Chắc hẳn đây, khi mà phân tích xong này thì chứng minh lấy một người, được không ạ? Lấy về một người cũng đã trải qua những cái thăng trầm ở trong tuổi trẻ của mình, được không nào? Lấy một hình ảnh của ai đó đã trải qua những cái thăng trầm tuổi trẻ trong cuộc đời của mình để đưa vào, ví dụ nhá. Chắc hẳn ở đây chị sẽ lấy đó chính là Ánh Viên, một cô gái rất là trẻ, đúng không ạ? Có một cái tuổi trẻ rất là đáng nhớ, đúng không nào? Ví dụ như thế này. Chắc hẳn Kính Ngư Ánh Viên của sau này sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi nhớ về một thời tuổi trẻ đã nỗ lực và cống hiến hết mình cho những đam mê, ước mơ và hoài bão. Ở bài này thì khá là khác bởi vì chị đưa ra nhiều dẫn chứng. Bởi vì chị muốn là những cái dẫn chứng nó sẽ lặp lại liên tục để cho cái bài viết của mình có cái sức thuyết phục hơn. Thì tại sao chị lại đưa nhiều những cái dẫn chứng ở đây như vậy? Chị đã nói với các bạn rồi, trong cái quá trình mà chúng ta làm nghị luận xã hội ấy,
Thì chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể đưa liên tục những cái dẫn chứng vào, có hai cách. Một là chúng ta đưa ra một dẫn chứng và chúng ta phân tích kỹ. Hai là chúng ta đưa ra 2 đến 3 dẫn chứng nhưng mà chúng ta sẽ để cho nó lặp lại liên tiếp và nhắc nhớ ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Thì ở trong cái bài này là chị sử dụng gì ạ? À, chị sử dụng bằng cách là chị đưa liên tiếp những cái dẫn chứng ở đây. Bởi vì đây là bài văn tôi đang viết về tuổi trẻ, tôi đang viết về cái sự sục sôi nhiệt tình của tuổi trẻ. Thế nên tôi muốn viết là tôi sẽ đưa liên tục những cái dẫn chứng vào để cho mọi người thấy được cái sự sục sôi như thế. Tức là ở đây, cái bài viết của chị đạt được cả thêm một cái nữa, đó là tốc độ, đó là nhịp điệu của bài viết, được không nào? Nhá, ví dụ như thế này: chắc hẳn kính như ánh viên của sau này sẽ nở nụ cười rạng rỡ khi nhớ về một thời tuổi trẻ đã nỗ lực và công hiến hết mình vì đam mê, ước mơ và hoài bão. Chắc hẳn huyền chip của sau này sẽ chẳng bao giờ hối hận về tuổi trẻ đã dám xách ba lô lên và đi vòng quanh thế giới. Những bước chân đã khởi đầu cho trào lưu mới trong giới trẻ Việt, khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm. Được không nào? Đấy, chị đưa ra hai cái dẫn chứng liên tiếp như vậy. Ok chưa? Sau đó thì bắt đầu mình sẽ khái quát lại này. Tuổi trẻ nhiều vụng dại và mỗi lần thất bại là một lần lớn lên. Bắt đầu đang trả lời đấy, ý nghĩa của những thăng trầm đấy đấy. Chính bởi bài học ấy đáng giá và ý nghĩa vô cùng mà chẳng ai trong chúng ta chịu buông lời từ chối nếu có cơ hội được ướt thêm một lần nữa trong cơn mưa rào của thanh xuân. Quan trọng hơn, những mất mát là cách tuổi trẻ dũng cảm trải qua những khó khăn, thể hiện niềm tin và sự quyết đoán trong cuộc đời của mình. Sau đó chị sẽ đưa ra thông điệp: cơn mưa rào thanh xuân ngắn ngủi, có những tiếc nuối, có những buồn đau, nhưng vượt lên trên tất cả, chúng ta nhận thức được mình phải luôn hướng về phía trước, không ngừng cố gắng, chẳng ngại dấn thân để cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa thanh xuân là cầu vồng rực rỡ và hoàn thiện nhất. Ok không? Các bạn ơi, các em có hiểu không nhở? Các em có hiểu bài mà chị viết không nhở? Các bạn có hiểu bài mà chị viết không? Phần mà chị vừa hướng dẫn cho các em không? Các bạn có hiểu phần chị vừa hướng dẫn cho các bạn không? Chị cứ lần lượt làm từng bước thôi. Chứng minh xong là chị bắt đầu gì ạ? Đưa ra thông điệp thôi và sau đó kết đoạn. Ok chưa? Các em ơi, các bạn có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu không? Ok, vậy là tốt rồi. Quan trọng là việc là các em hiểu được vấn đề. Chị chỉ sợ là mãi các bạn lại không hiểu được vấn đề thôi. Vậy thì hỏng hết. Hay quá, hiểu chị ơi à. Thank you Doanh. Rồi ok, Minh Tiến giờ mới vào à? Chị sắp phát trực tiếp xong rồi bây giờ mới vào. Ừ, ok, hiểu là tốt. Chị nghĩ hôm nay sẽ là một cái hướng rất là mới cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn viết nghị luận xã hội. Bởi vì ngày hôm nay thì chị đưa dẫn chứng theo một cái cách khác. Đó là cái cách mà tôi đưa liên tục những cái dẫn chứng, chứ không phải là chỉ đưa ra một cái dẫn chứng sau đó phân tích nữa, đúng không? Thì chị đã đưa ra liên tục dẫn chứng như vậy. Tại sao mà chị lại lựa chọn cái cách đưa dẫn chứng như vậy mà không phải là một cái dẫn chứng sau đó chị phân tích kỹ? Bởi vì là chị cảm thấy rằng là đây là một cái bài nói về tuổi trẻ, và đặc biệt là nói về ý nghĩa những thăng trầm trong năm tháng tuổi trẻ. Không hiểu tại sao nhưng cứ mỗi khi mà nhắc tới cái cụm từ tuổi trẻ là chị lại cảm thấy là có một cái gì đó trào sôi, một cái sự nhiệt huyết, một cái sự nhiệt thành, giống như những con sóng, không phải là sóng dịu êm lặng lẽ nữa, mà liên tục gối lên nhau. Tức là cảm giác như rất là nhiệt huyết và sôi nổi ấy. Thế nên là ở đây cái cách đưa dẫn chứng chị cũng muốn là tạo ra một cái tiết tấu đúng theo kiểu là gì? Những cái tiết tấu mà tôi đang đưa ra nó cũng nhiệt tình, sôi nổi, giống như những cái sự nhiệt tình và sôi nổi của tuổi trẻ. Bởi vì là sao? Bởi vì là các bạn của chị thường thì rất là ít khi đề cập tới việc là đưa dẫn chứng như thế nào hả chị? Hay là tiết tấu trong bài viết như thế nào hả chị? Cần phải nắm tiết tấu trong bài viết như thế nào hả chị? Đấy, thì thật ra cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Tiết tấu của một bài viết rất quan trọng. Tại sao khi viết thơ, viết về sóng, tôi lại cần một cái sự dịu êm và lặng lẽ, một cái gì đó nó dịu dàng, đúng không? Tại sao khi viết về gì ạ? Tại sao khi mà viết về chí phèo thì tôi lại cần phải có một cái gì đó nó kịch tính, đúng không? Thế nên là chị nghĩ là các bạn, các em cần phải hình thành cho mình cái đó nữa, chứ không chỉ đơn thuần là mình viết hay, mình dùng từ hay, mà việc tạo ra một cái tiết tấu ấn tượng cũng sẽ là một cái cách để chúng ta làm cho cái bài văn của mình trở nên đặc sắc hơn. Ok không nào? Rồi, xin chào Minh Huyền nhá. Chị nghĩ là nếu như mà các bạn làm được cái đấy thì cái bài viết của các bạn sẽ rất là tốt. Ok chưa ạ? Rồi,
Chị đã hẹn là ngày hôm nay 7 giờ phát trực tiếp ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên mà, đúng không? Và chị sẽ chữa với các bạn một cái đề nhỏ xíu như vậy thôi. Chị hy vọng là các bạn đã có thể học hỏi được từ chị cách viết này, học hỏi được từ chị một cái điều rất là thú vị trong việc học văn, đó chính là tiết tấu của bài viết. À, chị nghĩ sao về việc bộ sắp ra đề thi cho đề minh họa? Bản thân chị thì cảm thấy rằng là tốt thôi, tốt cho các em. Vì các em có những cái đường đi nó sẽ sáng sủa hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chị, bản thân chị thì nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều, bởi vì đề minh họa thì chỉ là đề minh họa thôi, chứ không phải là đề thi thật, đúng không ạ? Chứ không phải là đề thi thật, thế nên là chị vẫn mong là các bạn sẽ cố gắng ôn tập thật là chăm chỉ nhá. Chị ơi, làm sao có thể nhận biết từ khóa trong câu nói dễ dàng bị nhầm lẫn nếu mình chọn sư từ khóa hay không đúng, thì có bị trừ điểm không ạ? Thật ra là như thế này, khi mà em nhìn vào một cái câu trích dẫn thì em sẽ thấy là những cái mà mình thường phải giải thích sẽ bao gồm là những cái danh từ, được không ạ? Thường sẽ là những cái danh từ. Thế nên là em có thể bám vào đấy để em phát hiện từ khóa nhá. Ok chưa nào? Nếu như mà em phát hiện nhầm từ khóa mà em vẫn giải thích đúng nội dung của câu đấy thì em sẽ không bị trừ điểm, trừ khi ai khó tính quá thôi. Nhưng mà khả năng cao là em sẽ không bị trừ điểm, bởi vì cái phần đấy nó chiếm một cái số điểm rất là nhỏ. Ok chưa nào? Nhá. Chị vẫn nghĩ là các bạn cần phải kiên trì học hành, phải cố gắng học hành, chứ không phải là chỉ đơn thuần nghĩ rằng là đề bộ có đề minh họa rồi thì đề minh họa chính là đề thi thật. Không bao giờ được nhầm lẫn cái việc đấy. Ok chưa? Hiện tại thì sắp tới sẽ cho ra mắt, Học Văn Chị Hiên sẽ cho ra mắt gọi là câu lạc bộ của các bạn fan cứng của Học Văn Chị Hiên. Sẽ gồm khoảng 100 bạn. Và đây sẽ là cái group chat nói chuyện mà các em sẽ được nhận tài liệu rất là miễn phí này, là một, chị xin lỗi nhá, sẽ được nhận tài liệu miễn phí nhanh nhất này. À, các bạn sẽ được mua sách với giá ưu đãi này, tham gia khóa học với giá ưu đãi này, còn có cơ hội nhận rất là nhiều quà từ Học Văn Chị Hiên nữa. Đấy, thế nên là chị nghĩ rằng là nếu như mà bạn nào mà tích cực lên để trở thành fan cứng và được tham gia vào cái group chat của tạm gọi là FC Học Văn Chị Hiên cho nó xịn sò nhá. Ok không? Nhá. Thì chị mong là các em sẽ cố gắng, được không ạ? Các em sẽ cố gắng nha. Các em sẽ cố gắng cùng với chị. Ok không nào? Ngày hôm nay thì chị chỉ có chừng này thời gian để phát trực tiếp với các bạn thôi. Dù ngắn ngủi nhưng mà chị cũng tin là nó đã đem tới cho các em rất là nhiều những cái sự thú vị, đúng không? Rất là nhiều những cái sự thú vị rồi. Nên là chị mong là nếu như mà các bạn muốn được học nhiều hơn với chị, hay là chị hướng dẫn nhiệt tình hơn nữa cho các em, thì các bạn có thể học tham gia khóa học online cùng với chị. Bởi vì hiện tại vẫn đang có khuyến mại 50% cho bạn nào đăng ký khóa học online của chị vào tháng 4 nhá. Thêm vào đấy thì chị Hiên có bao nhiêu là tài liệu hay, sắp tới chị còn có một siêu phẩm nữa cơ. Nên là các bạn hãy chờ đợi nhá. Chị đang cố gắng rất là nhiều từng ngày để có thể giúp cho các bạn học tốt môn văn hơn này, yêu môn văn hơn này, yêu cuộc đời hơn này, lạc quan hơn này, tự tin hơn này, và quan trọng nhất là luôn luôn tin tưởng vào những gì mình đang làm và tiến thẳng tới tương lai nữa nhá. Ok chưa nào? Chị rất là cảm ơn các em, bởi vì ngày hôm nay các bạn đã có thể lên đây để xem phần phát trực tiếp này với chị. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ tạm thời chào tạm biệt nhau nhá. Chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo.